Trân trọng mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Duy mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc và không phải thường xuyên đi gặp bác sĩ. Trong video này, nay, Duy chia sẻ về chủ đề sức khỏe được mang tên Tư duy sai lầm về thuốc quý. Thì đa phần chúng ta đó khi bị bệnh thì chúng ta nghĩ đến thuốc. Ít ai mà bị bệnh, chúng ta nghĩ đến cái nguyên nhân tại sao chúng ta bệnh để từ đó chúng ta ngăn ngừa cái nguyên nhân gây bệnh mà khi chúng ta ngăn ngừa cái nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta mới có thể giải quyết được tận gốc của bệnh, chúng ta mới đẩy lùi bệnh tật và chúng ta không phải đau khổ về bệnh nữa. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào thuốc và chúng ta nghĩ rằng thuốc càng quý càng giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề bệnh tật thì đó có phải là cái hướng đi đúng hay không? Chúng ta thường nghĩ rằng thuốc quý là những cái thuốc mà phải trồng ở một cái vùng đất nào đó rất là khó trồng. À, phải tìm ở một cái nơi nào đó gọi là thâm sơn cùng cốc ở trên núi cao hoặc là trong hang động sâu hoặc là dưới đáy biển thì mới gọi là thuốc quý rồi thuốc quý á, thường chúng ta nghĩ đó nó phải có một cái thành phần cái cái hóa chất cái thành phần hóa học nó rất là phức tạp và phải có một cái quy trình công nghệ rất là đặc biệt rất là phức tạp để tạo ra những cái loại thuốc quý này và phải có những cái nhà khoa học phải vùi đầu vào nghiên cứu rất là lâu năm rất là nhiều cái công trình có thể nói là à, tốn rất là nhiều công sức trí tuệ thì mới tạo ra những cái loại thuốc quý giá rồi một số người nghĩ rằng á, những cái loại thuốc quý á, phải là những loại thuốc gia truyền thậm chí là gần như là bí truyền rồi những cái loại thuốc mà phải ngoại nhập từ nước ngoài phải điều chế rất là đặc biệt một số người á, suy nghĩ á, là những cái loại thuốc quý phải rất là đắt tiền càng đắt tiền thì càng công hiệu và một số người lại suy nghĩ cực đoan đến mức như thế này quý vị họ nghĩ rằng á, bây giờ có quá nhiều tiền rồi bây giờ bệnh phải uống thuốc thật là đắt tiền uống một lần cũng được nữa uống một lần rồi chết cũng được nữa bởi vì dẫu sao thì họ cũng có thể ngậm cười nơi chính suối nhưng mà liệu á, những cái loại thuốc quý này có giải quyết rốt ráo cái bệnh tật cho quý vị hay không có thể giúp cho quý vị giải quyết tận gốc bệnh tật hay không thì đó là một cái câu hỏi mà quý vị phải đặt ra và trong video này duy sẽ phân tích để cho quý vị thấy được đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn cho chúng ta trong cái quá trình là chúng ta đối đầu với bệnh chúng ta tìm cách phòng và đẩy lùi bệnh như thế nào là tốt nhất và nếu như cái tư duy về thuốc quý là đúng đắn tức là thuốc quý có thể giải quyết bệnh tật và giải quyết tận gốc của bệnh thì quý vị thấy là trong cái thời ngày xưa đó cái thời vua chúa ngày xưa đó thì không thiếu những cái danh y hay là đại danh y bên cạnh vua và vua cũng không thiếu các cái loại thuốc các loại dược thảo gọi là quý hiếm bởi vì ngày xưa có rất là nhiều nhân xâm những cái loại thuốc mà có thể nói là rất là khó tìm nhưng mà những cái danh y giỏi như vậy những cái loại thuốc quý như vậy thì đa phần đáng lý ra đó, sức khỏe của vua phải tốt và vua phải có một cái tuổi thọ dài và có một cái gọi là một cái sức khỏe sung mãn và hầu như là không có bệnh tật hoặc là rất là khó bệnh nhưng mà sự thật là nếu mà xét theo tỷ lệ thì có rất là nhiều ông vua đón thọ tức là cái tuổi thọ rất là ngắn và sống trong một cái thời gian rất là ngắn tại vì thì ông vua đó qua đời bởi một cái nguyên nhân rất là đơn giản á bệnh tật sức khỏe của chúng ta đến từ cái việc là ăn uống cái lối sống và cái tinh thần của chúng ta có thật sự cân bằng hay không thì quý vị để ý cuộc sống của vua chúa ngày xưa á, thì ăn uống á, rất là nhiều thức ăn bổ dưỡng cho nên á, có thể rơi vào cái trạng thái là chúng ta ăn quá nhiều ăn dư thừa đến mức là gây hại cho cơ thể còn về lối sống á thì vua ngày xưa vướng vào hai cái vấn đề vấn đề thứ nhất á, là rượu vấn đề thứ hai á, là gái à, thì nếu hai vấn đề đó mà chúng ta lạm dụng quá mức thì cũng nguy hại đến cái sức khỏe của chúng ta rồi về vấn đề tinh thần á, thì vua chúa quý vị thấy là ngày xưa là vì tranh giành quyền lực hoặc là trong cái thời đại mà tranh giành chiến tranh á, thì ông vua rất là tốn hao tài lực tốn hao cái cái trí lực tốn hao cái sức khỏe lao tâm khổ tứ để suy nghĩ để tìm ra cái cách đối phó rồi chống lại những cái phe đối nghịch vân vân thì trong tâm trí lúc nào á cũng gọi là phiền não cũng lo âu thì không thể nào mà ông bù có một cái sức khỏe tốt được cho nên á quý vị muốn kiến tạo sức khỏe quý vị muốn phòng ngừa bệnh tật quý vị muốn đẩy lùi bệnh tật thì đơn giản quý vị hãy tập trung vào cái ăn uống vào cái lối sống vào cái tinh thần như thế nào để nó cân bằng càng sống thuận theo tự nhiên, càng sống đơn giản thì quý vị càng kiến tạo sức khỏe tốt. Chúng ta càng có tinh thần lành mạnh, chúng ta càng có lối sống lành mạnh, chúng ta biết ăn uống điều độ, chúng ta biết ăn uống đa dạng nhưng mà cân bằng, cân bằng về mặt âm dương, cân bằng về mặt axit và kiềm thì chúng ta sẽ kiến tạo một cái sức khỏe rất là tốt. Và Duy cũng chia sẻ một cái video giải thích cho quý vị là cái cách ăn uống nào để giúp cho quý vị phòng bệnh hiệu quả và có thể là cái phương thuốc bách bệnh để quý vị chữa tất cả mọi bệnh tật. Quý vị click vào cái video bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Ông tổ ngành y đó, ông Hippocrates duy thường nhắc đi nhắc lại đó là ông đưa ra một cái câu nói như thế này là thức ăn của bạn phải là thuốc của bạn và ngược lại là thuốc của bạn phải là thức ăn của bạn. Nghĩa là ông muốn nhấn mạnh là gì? Là ông tổ ngành y muốn nhấn mạnh là khi mà chúng ta ăn uống á và khi chúng ta dùng thuốc, chúng ta xem nó là một Thức ăn phải là thuốc, thuốc là thức ăn, cả hai là một, tất cả là thức ăn Mà ngày nay á, thì chúng ta ăn uống á, thì chúng ta không nghĩ đến cái, cái bữa ăn của chúng ta Cái món ăn của chúng ta nó giúp cho chúng ta như là một cái liều thuốc Giúp cho chúng ta có sức khỏe Mà chúng ta ăn chỉ để thỏa mãn cái thèm, ăn để mà thỏa mãn cái ngon à, Chúng ta không biết cân đối các cái thành phần chúng ta ăn quá nhiều, rồi chúng ta ăn đêm, rồi chúng ta ăn chúng ta không biết cái cách ăn như thế nào cho đúng cho khoa học. Rồi á, khi mà chúng ta bệnh chúng ta dùng thuốc mà thuốc ngày nay đó vì lợi nhuận á, ngày càng người ta nghiên cứu người ta chế tạo bằng những cái gọi là dùng cái cái công nghiệp hóa chất để người ta tạo ra những cái loại thuốc thì thuốc ngày nay lại là, là, là cái chất độc cho cơ thể. Càng uống thuốc chúng ta càng đưa vào chất độc cho cơ thể. Cho nên chúng ta không thể nào có một cái sức khỏe tốt được đôi khi cái cách ăn nó còn quan trọng hơn là chúng ta ăn gì chúng ta có thể ăn những thức ăn mà chúng ta đánh giá là có dinh dưỡng cao nhưng mà cái cách ăn lại rất là quan trọng chúng ta ăn tập trung chúng ta nhai kỹ rồi chúng ta không nên ăn đêm chúng ta không nên ăn quá no đó là cái cách ăn mà giúp cho chúng ta có thể hấp thu triệt để thức ăn giúp cho cơ thể chúng ta chuyển hóa dinh dưỡng để tạo nên những cái tế bào khỏe mạnh cho cơ thể chúng ta cái cách ăn như vậy giúp cho chúng ta có thể tiêu hóa với một cái hiệu suất cao và chúng ta giảm thiểu những cái độc tố phát sinh trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa ngoài ra chúng ta còn phải chú trọng đến cái thành phần cái tỷ lệ kết hợp các cái loại thức ăn với nhau để chúng ta cân bằng âm dương và cân bằng axit và kiềm cho cơ thể có được cái sự cân bằng mới quan trọng cân bằng về mặt dinh dưỡng chúng ta ăn đa dạng chúng ta ăn phong phú nhưng phải cân bằng bởi vì chính cái sự cân bằng này nó mới tạo cho chúng ta có một cái nền tảng sức khỏe tốt được ngoài ra thì cái khâu chế biến cũng rất là quan trọng giúp cho chúng ta có thể giảm những cái khâu trung gian giảm những cái gia vị giảm những cái hóa chất trong quá trình chúng ta nấu nướng thì quý vị có thể tham khảo cái chuỗi video mà duy thực hiện về thực dưỡng hiện đại là gì cách ăn uống theo thực dưỡng hiện đại và từng bước chuyển sang ăn uống theo thực dưỡng hiện đại như thế nào để giúp cho quý vị kiến tạo sức khỏe giúp cho quý vị có thể phòng và đẩy lùi các bệnh mãn tính một cách hiệu quả chúng ta không phải phụ thuộc vào thuốc chúng ta không phải phụ thuộc vào thầy thuốc chúng ta không phải phụ thuộc vào cái hệ thống y tế rất là đắt đỏ ngày nay nói tóm lại trong cái video hôm nay thì cái thuốc mà quý nhất đối với sức khỏe của chúng ta chính là cái kiến thức về sức khỏe đó là cái kiến thức mà chúng ta ăn uống lối sống và cái tinh thần như thế nào để cân bằng cái thầy thuốc mà giỏi nhất cho chúng ta chính là chính bản thân chúng ta chính là chính mình thầy thuốc giỏi nhất là chính mình bác sĩ giỏi nhất là chính mình chính mình phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình chúng ta có những cái kiến thức có cái hiểu biết chúng ta không ngừng học hỏi chúng ta không ngừng nâng cao cái hiểu biết của chúng ta về cái cách ăn uống lối sống tinh thần như thế nào để kiến tạo sức khỏe chúng ta phải không ngừng học hỏi chúng ta không ngừng nâng cao cái sự hiểu biết của mình lên chúng ta đọc sách chúng ta tư duy rồi chúng ta dành thời gian để chiêm nghiệm chúng ta lắng nghe cơ thể chúng ta trải nghiệm để từ đó chúng ta đúc kết ra những cái bí quyết cái cách ăn uống như thế nào để phù hợp cho cơ thể của chúng ta nhất từ đó chúng ta kiến tạo sức khỏe. Cái điều này nó đòi hỏi cái sự kiên trì, nó đòi hỏi thời gian. Nếu quý vị có cái tư duy là phụ thuộc vào thuốc và quý vị có cái tư duy là thuốc quý có thể giải quyết mọi vấn đề bệnh tật á, thì quý vị sẽ rơi vào một cái sự bế tắc đó là quý vị chữa bệnh rồi bệnh lại tái phát bởi vì không thể giải quyết được tận gốc cái vấn đề. Chưa kể nếu quý vị sử dụng thuốc trong một thời gian dài đó thì nó dẫn đến rất là nhiều cái tác dụng phụ và chính những cái tác dụng phụ này nó phá gan, nó hại thận, nó tàn phá cơ thể của chúng ta. Một điều nữa là khi chúng ta sử dụng thuốc lâu dài thì rất tốn kém và ngày nay đó thì rất là nhiều người bị bệnh mãn tính như là huyết áp, ung thư, tiểu đường, tim mạch vân vân thì họ lại chữa theo cái lối chữa của Tây y, uống thuốc rất là nhiều, uống thuốc gần như là suốt đời, uống thuốc 5 10 năm nhưng không giải quyết hết bệnh tật nhưng mà họ không bao giờ ngồi lại đặt một cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta không chữa lành được tại sao chúng ta không giải quyết được tận gốc của bệnh tật và tại sao chúng ta cứ mãi uống thuốc suốt cuộc đời mình như thế liệu có cái giải pháp nào tốt hơn giúp cho chúng ta chữa tận gốc bệnh hay không quý vị hãy tham khảo cái video mà duy thực hiện đó là chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất quý vị click vào cái video trên cái đường link trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này Duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like hoặc là like share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Và đừng quên đăng ký kênh youtube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại câu hỏi đó ngay trong cái phần comment bên dưới cái video này. Duy nhất định sẽ đọc và trả lời từng câu hỏi cho quý vị. Nếu quý vị muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì liên hệ qua cái số điện thoại hoặc là Messenger 081 867 2707 hoặc là liên hệ gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại 0946 778 933. Một lần nữa, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Duy Võ trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại quý vị trong video sớm nhất mới nhất. Mến chào quý vị.